Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 đến chương trình iRub của một sàn DD. Sàn gì? Rồi đầu tiên các bạn bấm vào nút tiếng Anh các bạn. Rồi các bạn bấm vào register đăng ký một cái tài khoản. Đầu tiên các bạn viết email các bạn. Rồi thì bắt buộc mình che lại các bạn. Các bạn đầu tiên mật khẩu, đầu tiên email bắt buộc sử dụng, và cái này là một cái ví điện tử nó tặng tóc cần cho mình các bạn. Bạn bấm nút send chứ, bấm nút send lưu cấp cha. Bạn chờ chút nữa các bạn. Các bạn lướt qua này nha các bạn, lướt hết qua này luôn các bạn. Rồi nó gửi về cho mình một cái mail nha các bạn. Nó tặng cho mình đồng BSC, con này đã list trên KuCoin, list trên Bina, cái tóc cần này list nhiều sàn lắm các bạn, sàn lớn không. Còn giá trị hiện tại thì mình không... Nó lên xuống hoài các bạn. Medium. Vô spam các bạn. À, nè các bạn ơi, đô la wallet nè các bạn. Rồi các bạn sao chép ngang máy đi nè các bạn. Sao chép. Cái này là của thằng Trung Quốc ta. Trung Quốc kiếm cạo không cái gì. Rồi các bạn bát vào các bạn. Rồi bạn bấm register các bạn. Được. Rồi như vậy là mình đã vô được các bạn. Rồi các bạn bấm cái này, các bạn muốn liên kết thêm với trang mạng xã hội, còn không liên kết thôi các bạn bấm nút ta u e nghe bạn, USE chứ. Rồi các bạn bấm dấu gạch nè, rồi các bạn up now nghe bạn. Rồi sau khi mình đã vô được cái ví rồi, các bạn nhấp vào hộp quà nghe các bạn. Con này các thằng bạn nó sẽ cập nhật trả tiền thưởng khi bạn đăng ký và claim, nó sẽ trả tiền thưởng bạn trong vòng 1 đến 7 ngày nha các bạn, rút liền luôn được các bạn khi bạn có tục cần á. Ghép 2 tầng. Rồi các bạn chờ lót con trang chút các bạn, lót hơi lâu các bạn. Cập nhật trang. Rồi các bạn mình gì mình đã request lại, nó lót chậm quá nên mình đã lóc lại nào cả. Các bạn cũng làm đi gan như thế nha, là mình đã nhận được 100.000 Satoshi nha các bạn. Claim nè. Cho một lượt đăng ký mới nè. Rồi các bạn vào đây mình copy link chia sẻ cho bạn bè người thân các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút get BSC coi. Ồ lộn ta. Đồ wallet. Đây các bạn. Tóc cần nó sẽ cập nhật, nó sẽ trả sao vậy cho mình các bạn. Rồi các bạn có hai mục transfer và một rút nè, một rút nè. Kích hợp mục transfer. Mục transfer của. Rồi vậy video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền sau các bạn. Vậy chào tạm biệt, video này mình hướng dẫn các bạn đăng ký và cập nhật cái dự án này trước đi. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.